Kính chào anh chị, trong phiên ngày hôm nay thì thị trường đã có một nhịp giảm lên tới là 25 điểm và diễn ra rất nhiều các cổ phiếu sàn trong phiên ngày hôm nay. Thế vậy thì đâu là nguyên nhân mà khiến cho thị trường của chúng ta hôm nay giảm điểm và khi nào thì thị trường của chúng ta mới có khả năng tạo đáy thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng thì cũng xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube Tùng Lê EZT. Ok, hôm nay các anh chị có thể thấy được là thị trường hôm nay thì gần như cái áp lực bán nó xuyên suốt từ đầu phiên cho đến cuối phiên. Điều này thể hiện rõ nhất ở cái chạc 5 phút khi xuyên suốt từ khi mở cửa cho đến khi bán ra thì gần như thị trường đều giao dịch trong một chiều đi xuống và không có một nhịp hồi nào đáng kể. Đó, và đã khiến cho thị trường của chúng ta hôm nay có rất nhiều những mã cổ phiếu sàn. Thí dụ như là nhóm bất động sản rất nhiều cổ phiếu sàn như NHA, Nam Từ Liêm, PDR hoặc là TCH đúng không ạ? Đó, thế vậy thì đối với cái nhịp giảm điểm trong phiên ngày hôm nay thì nó đến từ đâu thì thực ra thì tùng lên đánh giá là cái việc mà chúng ta đi tìm nguyên nhân ấy nó đôi khi nó không quá quan trọng bằng việc là chúng ta sẽ xem là những cái dấu hiệu của thị trường nó đã có như thế nào bởi vì thực ra thì cái nhịp giảm điểm trong phiên ngày hôm nay không phải bây giờ thì chúng ta thấy chúng ta mới nói mà bởi mà trong phiên ngày hôm qua đã có những dấu hiệu của cái việc mà thị trường sẽ có những nhịp điều chỉnh đúng không ạ bởi vì trong uh, phiên ngày hôm qua thì mặc dù thị trường tăng 6 điểm nhưng mà cái nhịp tăng ngày hôm qua nó không thuyết phục và chiếu đến từ những nhóm cổ phiếu trụ vốn là lớn ví dụ như là vietcombank uh, vinamilk hoặc là ví dụ như là gat đúng không ạ trong uh, phiên ngày hôm qua thì tăng rất là mạnh khiến cho điểm số của chúng ta thì tăng rất là mạnh tuy nhiên là những cổ phiếu khác trên thị trường thì không có sự ủng hộ không có sự đồng thuận theo ngược lại thì đa phần các cổ phiếu midcap trong phiên ngày hôm qua đều bị bán thí dụ như chúng ta thấy là có nhóm thép đúng không ạ hoa sen nam kim hoặc là bất động sản thì cũng rất là nhiều uh, cổ phiếu bị điều chỉnh giảm trong phiên ngày hôm qua đúng không ạ và những cái điều này thì cũng đã được tùng lê phân tích rất kỹ cho các anh chị trong video ngày hôm qua thì tùng lê đã làm một video với tiêu đề là kéo trụ xả midcap có nên mua mới nữa không thì trong video ngày hôm qua tùng lê cũng đã phân tích rất kỹ và đưa ra một cái uh, quan điểm rất rõ ràng cho các anh chị nhà đầu tư đó chính là chúng ta không nên tham gia mua mới trong phiên ngày hôm nay và ngày hôm nay thì uh, gần như là cái điều này đã diễn ra cũng như những nhịp điều chỉnh này uh, cũng là cái điều mà Tùng Lê cũng đã có dự kiến trong video, video ngày hôm qua đúng không ạ? Thế vậy thì uh, uh, cái cái việc mà chúng ta đi tìm cái nguyên nhân nó không quan trọng bằng việc là chúng ta hành động đúng không ạ? Uh, Tùng Lê lấy ví dụ như trong video trong phiên ngày hôm nay thì ở uh, ngay từ phiên sáng thì Tùng Lê đã đưa ra một cái nhận định cho các anh chị nhà tư trong hệ thống đó là tạm dừng tất cả các hành động mua. Mặc dù thì trước đó thì trong một vài phiên trước thì Tùng Lê cũng đã có phân tích và đưa ra một cái uh, dấu hiệu đó là cổ phiếu BCM và PLEX có khả năng dẫn dắt thị trường. Tuy nhiên là sau đó thì hai cổ phiếu này không có những vận động thực sự thuyết phục và các nhóm ngành trên thị trường cũng không có sự đồng pha ủng hộ nên là Tùng Lê đánh giá là trong nhịp này thì các anh chị nhà đầu tư chúng ta nên đưa về những vị thế phòng thủ và các anh chị nào mà có tỷ trọng cổ phiếu cao thì nên cân nhắc việc hạ bớt tỷ trọng ngay từ phiên sáng. Và đến phiên chiều thì Tùng Lê cũng tiếp tục đưa ra một khuyến nghị ngay từ đầu giờ chiều là khuyến nghị bán toàn bộ danh mục. Đó, ở những cái thời điểm là ngay từ giờ chiều, tức là cái thời điểm mà thị trường của chúng ta vẫn còn đang giao dịch ở quanh vùng là 1240 Thực sự thì chia sẻ với các anh chị nhà đầu tư để trong phiên ngày hôm nay thì Tùng Lê đưa ra một cái khuyến nghị bán toàn bộ danh mục là một điều thực sự nó rất là khó khăn. Bởi vì nếu như chẳng may mà khuyến nghị bán xong, các anh chị bán xong mà thị trường hồi phục thị trường phục lên thì sẽ rất là nặng nề về mặt tâm lý tuy nhiên là trong những thời điểm đó thì tung lê đánh giá là thị trường của chúng ta cần phải có thêm những nhịp điều chỉnh hoặc ít nhất thì cũng sẽ cần phải có những nhiệm tích lũy lâu nữa thì thị trường mới có khả năng đi lên nên là khi đó thì tung lê đánh giá và cần phải có những hành động quản trị rủi ro cũng như là giữ tiền cho các anh chị nhà đầu tư của mình nên là đã đưa ra một cái quyết định quyết định bán đó là bán toàn bộ những danh mục hiện có đó, mặc dù thì hiện tại thì uh, trong uh, room khách hàng của Tùng Lê thì cũng không nắm nhiều cổ phiếu bởi vì nhịp trước đó trên cái vùng là uh, vùng một nghìn uh, gần 1, 1.300 ở cái phiên từ phiên ngày 12 tháng 7 thì Tùng Lê cũng đã có khuyến nghị bán uh, rất nhiều cổ phiếu. thí dụ như là uh, um, thí dụ như là trong giai đoạn đó ngày 12 tháng 7 thì Tùng Lê bán rất nhiều cổ phiếu như là FRT, MwG, uh, Fox hay là VOS đều bán chốt lời ở quanh uh, cái trong cái phiên ngày 12 tháng 7 và đến thời điểm hiện tại thì gần như không nắm giữ cổ phiếu nhiều nhưng mà uh, Tùng Lê nhận thấy là à ngoài những cổ phiếu mà Tùng Lê khuyến nghị thì chắc hẳn là các anh chị nhà đầu tư chúng ta cũng sẽ có um, tự uh, giao dịch tự mua bán với những cái cổ phiếu khác thì Tùng Lê cũng phải đưa ra một cái khuyến nghị để cho các anh chị nhà đầu tư chúng ta quản trị rủi ro trong giai đoạn này đó và giai đoạn này Tùng Lê đánh giá là chúng ta không nên chưa nên chính xác gọi là chưa nên tham gia bắt đáy vội chưa nên tham gia bắt đáy vội giai đoạn này thì Tùng Lê vẫn ưu tiên việc là chúng ta sẽ quản trị rủi ro và chúng ta sẽ tạm thời giữ tiền để để cho chúng ta có thể có một vị thế tốt chờ khi nào thị trường có những dấu hiệu tạo đáy thực sự thì khi đó chúng ta mới tham gia còn bao giờ thì thị trường tạo đáy thì đây là một câu trả lời thực sự rất là khó đây là câu hỏi thực sự rất là khó và hiện tại Tùng Lê vẫn chưa nhận thấy được những dấu hiệu của việc thị trường sẽ tạo đáy. Do đó thì ở thời điểm hiện tại Tùng Lê vẫn đưa ra một cái khuyến nghị, một cái khuyến cáo cho các anh chị nhà tư là nếu như các anh chị nhà đầu tư chúng ta nếu như tài khoản của anh chị mới âm, mới lỗ thì theo Tùng Lê là các anh chị nhà tư chúng ta nên bán bớt hạ thị trọng. Đó, các anh chị phải bán dứt khoát những cổ phiếu nào có dấu hiệu có dấu hiệu uh, gãy nền gãy hỗ trợ hoặc là gãy xu hướng thì các anh chị nhà, nhà đầu tư chúng ta cần phải có những hành động dứt khoát ví dụ như là thí dụ như cổ phiếu MBS đúng không ạ cổ phiếu MBS hôm nay thì nó đã gãy cái hỗ trợ rồi đó thì chúng ta cần phải bán dứt khoát thì uh, hoặc là những cái nhịp hồi phục lên thì các anh chị cũng cũng cần phải bán đấy ạ. thì ví dụ như là trong room cộng đồng hôm nay thì tùng lê cũng đưa ra một cái khuyến nghị cho các anh chị trong room cộng đồng ngay từ phiên sáng đã, ngay từ phiên sáng thì uh, khi cổ phiếu MBS nó vẫn còn giữ được cái vùng hỗ trợ thì uh, đang hỗ trợ thì Tùng Lê cũng đưa ra một cái khuyến nghị là các anh chị nhiều tư nào chúng ta có MBS, có VDS thì nó đang có dấu hiệu bù thì các anh chị nhiều tư cũng nên bán để mà quản trị danh mục. Tức là dạo này những cổ phiếu nào mà gãy chen, gãy chen, gãy hỗ trợ thì chúng ta cần phải bán dứt khoát ví dụ như cổ phiếu VGC, đúng không ạ? VGC, uh, Tùng Lê xin lỗi là DGC, trong những cái phiên trước khi cổ phiếu này bị gãy hỗ trợ thì Tùng Lê cũng đã làm video là các anh chị nhà đầu tư chúng ta nên canh cái nhịp mà cổ phiếu này hồi phục và test lại cái trên line đúng không ạ thì các anh chị nhà đầu tư nào chúng ta thấy được là uh, cổ phiếu này hồi lại trên này thì đây chính là những thời điểm mà các anh chị nhà đầu tư chúng ta cần phải bán một cách dứt khoát thì những anh chị nhà đầu tư nào chúng ta cũng đã theo dõi các video thường xuyên của Tùng Lê thì các anh chị bán theo những khuyến nghị Tùng Lê cũng đã bớt đi được những khoản lỗ uh, khá là nhiều rồi các anh chị nhé OK uh, về mặt thị trường thì trong uh, cuối năm 2024 cũng như là sang năm 2025 và 2026 thì Tùng Lê đánh giá vẫn là những cơ hội rất lớn uh, cho thị trường chứng khoán của chúng ta tuy nhiên là trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ cần phải có những cái nhịp Uh, có những cái chiến lược giao dịch một cách phù hợp và quản trị rủi ro trong ngắn hạn để cho chúng ta sẽ chuẩn bị được những sức mua và uh, có sức mua khi thị trường tạo đáy. Thì nếu như các anh chị nhà đầu tư chúng ta muốn tham gia vào hệ thống của team Tùng Lệ EZT để nhận những điểm mua chi tiết và trực tiếp sớm nhất ngay trong phiên thì các anh chị có thể nhắn tin cho Tùng Lê qua số Zalo tại màn hình các anh chị xem thì sẽ được Tùng Lê hướng dẫn chi tiết cách cho chúng ta có thể tham gia vào room khách hàng của team Tùng Lê các anh chị nhé. Dạ vâng, ngoài ra các anh chị nhà đầu tư chúng ta muốn nhận được thêm những tư vấn về cơ cấu danh mục nên giữ cổ phiếu nào, bán cổ phiếu nào thì các anh chị cứ nhắn tin cho Tùng Lệ để nhận được những tư vấn trực tiếp các anh chị nhé. Dạ vâng, thì cũng xin kính chúc quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ có những quyết định phù hợp trong những phiên tới